Chào bà con, chào các bạn. Mời bà con và các bạn cùng chúng tôi hôm nay đi xem những cây xưa đang gọi bán. Mời bà con và các bạn đi cùng tôi đi xem những cây xưa được chủ nhà đang gọi bán ở trong thời điểm này. Bây giờ ta đến một hộ nhà cô nông dân, một cô nông dân, cô thiếu nữ nông dân có một số cây xưa đang gọi chúng tôi. Cô gọi chúng tôi mấy hôm nay rồi, hôm nay chúng tôi mới đến thăm. Những cây xưa này cô nói là trồng được hơn chục năm, nhưng thật là thất vọng, chúng tôi đến nhìn những cây xưa vẫn rất là nhỏ, cây này mới vanh được 40 đến 50 thôi. Nói chung là không đạt yêu cầu. Và chúng tôi lại sang tiếp một cô nông dân tiếp. Cô nông dân này cũng gọi bán. Cũng gọi bán có những cây xưa gọi chúng tôi. Bây giờ chúng ta sang xem những cây xưa này cũng không đạt yêu cầu. Bây giờ chúng tôi lại tiếp tục hành trình đi xem những cây xưa khác. Nói chung là bà con chúng ta trong thời gian vừa qua tôi cũng đã nhấn mạnh rất nhiều là những cây xưa nào cần bán thì hắn gọi, mà phải là cây xưa bán. Chúng tôi là thu mua những cây xưa lấy lõi thì phải lõi 10 trở lên, chứ không phải là đường kính cây xưa 10 phân trở lên đâu nhé. Đường kính lõi 10 trở lên thì chúng tôi mới thu mua. Đây, những cây xưa này chúng tôi đến là cây này cũng hơn chục năm, nhưng mà cây này vanh mới được hơn 50 thôi, chủ nhà vẫn cứ gọi bán. Chúng tôi kiểm tra khoan thì thực tế ra khoan thì cũng có lõi, nhưng mà lõi vẫn nhỏ. Đấy, các bạn xem, hai thợ khoan một cây, rất là buồn. Đấy, lõi rất là đẹp, nhưng mà mỗi cái là lõi nhỏ. Cây này lõi mới được 4 phân thôi, 4 đến 5 phân. Ở gốc này mới được 5 phân lõi. Thế nhưng chủ nhà suốt ngày gọi bán. Hiện nay cũng rất là nhiều người không rõ, cứ cây xưa được đường kính cả vỏ 10 phân trở lên cũng cứ gọi bán. Nhưng thực tế chúng tôi phải thu mua lõi, là phải lõi từ lúc khoan trạm lõi mà tính ra là phải được lõi 10, tức là đo vanh chia cho 3,14. Trừ đi hai lần của số khoan, tức là khoan bên này bao nhiêu phân, khoan bên kia bao nhiêu phân, cộng vào trừ đi thì mới ra được đường kính lõi. Đấy, rất là những cây xưa rất là bé, chưa đạt yêu cầu nhưng cũng cứ gọi bán. Chúng tôi đến xem và cũng đã khoan kiểm tra, nhưng hầu hết là không được. Chúng tôi lưu ý là bà con và các bạn có những cây xưa hãy phải xem xét, phải khoan thử, kiểm tra thử xong này mới gọi bán, để cho đỡ mất công anh em thợ. Cây là từ đây, những cây xưa to như thế này và gia đình này cũng đã đo kiểm tra để gửi cho chúng tôi để chúng tôi xem. Đây, anh đã quay video gửi cho tôi. Ở cái bụng ấy, cái bụng này vừa là khoan hoặc là cái bụng này này, cây nó hơi lép lép cái bụng này. Bà con và các bạn xem, khoan một lỗ đây này, là 4 phân là có lõi này. Mà lên đến cành thì là cành lên đến cái đoạn trẻ này là từ đây lên đến từ gốc lên, mà lên đến chỗ trẻ cành 2,5 mét này, cây nó hơi đổng hạ, nhưng mà nó là đoạn này tương đối thẳng này đấy. Xong lên cành từ trẻ lên đấy, từ trẻ lên là nó vanh, nó chắc độ 60 gần 70, rất là 70. Nhớ vanh lên kia là khoan vào là hôm nọ khoan là 6,5 phân, cái cành kia là có lõi. Có điều xem cây xưa này, theo anh nông dân này nói thì bên dưới gốc, nhưng mà ở giữa cái bụng ấy, cái cành thanh long dưới cái bụng ấy thì đoạn dưới bụng ấy vừa khoan là được có 4 phân là có lõi.
Cái này ở đây quanh quanh đây còn có một cây này, hai cây này, ba cây này, bốn cây này, tất cả tổng là... Như vậy là theo lời anh nông dân này nói thì cây xưa này theo tôi là có vấn đề, có vấn đề ở gốc thì đấy thì mới là lõi thật. Chứ nên đoạn trên ấy, khoan mà có bốn phân chạm lõi là trên đấy là nó có một cái biếu, mình gọi là cái bướm, nó liền sẹo ở đấy thì là nó sinh ra lõi ảo. Đây là gốc này là đấy, cây xưa này là có vấn đề. Đây và anh Tám đây xem anh kiểm tra cây này nữa. Vành 70, chiều ngang, chiều dài, cây này đến 3 mét. Các bạn xem mét. Anh này 3 mét. Cây xưa đo đỏ, kích thước này đỏ. Là trồng không 20 chính năm xác rồi, 20 năm rồi, cây này này. Đấy. Cây này xưa đỏ 20 năm lai chính xác. Vành 70. Những cây như thế này mà anh đo như thế, báo với chúng ta như thế thì đến nơi thì cây này nó mới vành có vào có 50, hơn 50. Gốc xem là bao nhiêu. Thế mà báo tình những 70, 80 là rất là phức tạp. Cho nên đề nghị anh em ta có cây xưa là phải đo chính xác. Khoan cũng phải chính xác. Thì mới định được ra giá. Cao 1 mét đấy, cao gần mét dưới mét 6 mét 7 này. Trên này là 70. 70. 70. Đấy, cao thì nó 5 mét thì 5 mét thì nó không sợ lõi nó không nhỏ, nhưng mà tầm khoảng 3 mét để đó. 3 mét đó. Cây thứ 3 đây. Cây thứ ba vành 75 cây xưa đỏ vành 75. Cây này là chiều cao ở đó là 5 đến 6 mét đấy. Các bạn xem, các bạn xem đây là những anh nông dân đã gửi video, gửi hình ảnh cho chúng tôi để mời chúng tôi tới thu mua. Nhưng mà trên video như thế này thôi, các bạn xem cũng đều thấy rằng là anh ấy đo bằng cái thước không chính xác, cái thước cắt mất đầu rồi. Hai nữa là nói không chính xác. Như thế này chúng tôi mà đến là mất công. Đấy, hiện nay các cơ sở của chúng tôi vẫn tiếp tục liên tục thu mua. Ở nhà thì vẫn cứ đẽo, anh em thợ vẫn đẽo lấy lõi, vẫn liên tục thu mua. Hiện nay giá xưa thì có phần trầm lắng một chút, thế nhưng vẫn thu mua. Những gia đình cần bán chúng tôi vẫn thu mua hết. Giá thì không được đắt như ngày xưa. Bà con và các bạn xem video hãy đăng ký kênh, chia sẻ để được xem các video tiếp theo. Xin chào bà con, chào các bạn.